Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng Hội Tết Hướng Đạo Việt Nam do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Năm nay cũng giống như tất cả mọi năm khác, Hội Tết Hướng Đạo Việt Nam vùng Hoa Tình Đốn được tổ chức tại Centerville High School, thành phố Clifton, Virginia vào ngày 1 tháng 2, 2020, lúc 9 giờ 30 sáng. Mục đích buổi hội Tết là mừng xuân Canh Tí và duy trì phong tục tập quán của người Việt Nam ở hải ngoại. Năm nay, Liên đoàn Phú Xuân đại diện cho tất cả liên đoàn trong vùng Hoa Tình Đốn đứng ra tổ chức. Hiện diện trong buổi hội Tết, liên đoàn năm nay gồm có 9 liên đoàn gia đình, Liên đoàn Trương Vương, Liên đoàn Phú Xuân, Liên đoàn Phong Châu, Liên đoàn Potomac, Liên đoàn Hồng Bàng, Liên đoàn Thăng Long, Liên đoàn Hùng Vương, và Liên đoàn Sài Gòn. Sau phần chào cờ quốc kỳ Mỹ Việt, toàn thể hướng đạo sinh hát bài Hướng Đạo Ca. Sau đó, các trưởng lì xì cho các em. Múa lân do 4 con lân của Liên đoàn Hùng Vương phụ trách. Được biết, đội lân của liên đoàn này rất nổi tiếng trong vùng và được nhiều hội đoàn mời đến giúp vui trong những ngày lễ. Một sớ táo quân do các liên đoàn lần lượt báo cáo những sinh hoạt trong năm qua cho Ngọc Hoàng rất là vui nhộn. Và sau đó, các liên đoàn lần lượt trình diễn các tiết mục của liên đoàn mình như ca múa kịch để giúp vui trong ngày Tết. Buổi ăn trưa rất ngon, đó là một sự kết hợp của thực phẩm Việt Nam tự nấu, pizza và gà rán, chè, trái cây mang đến bởi cha mẹ.
Sự phong phú của thực phẩm tiếp thêm sinh lực cho các sinh hoạt vào buổi chiều. Nhiều workshop giải trí, scout trẻ và lớn tuổi như nhau, như ném banh, bầu cua cá cợp, nhảy tre, kéo chai, đánh trống. Đặc biệt năm nay có một tập viết chữ nôm, nhiều em đến để tìm hiểu và tham gia rất đông. Nói chung hội Tết năm nay rất vui, các em có dịp mặc trang phục Việt Nam, không những các em mà còn các phụ huynh nữa, những chiếc áo dài thức tha đủ màu đủ sắc, rất là đẹp. Bước vào hội trường có một cái phong chúc mừng năm mới vẻ rất đầy đủ, như bánh chưng, bánh tét, dừa đỏ, các câu đối rất là đẹp. Mọi người đua nhau đến chụp hình kỷ niệm. Hội Tết Hưng Đạo cũng là dịp cho các em cũng như phụ huynh làm quen với những người mới, bạn mới, và họ vui cười trò chuyện với nhau trong ngày đầu xuân. Chương trình kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Tôi là Nguyễn Hữu Cường, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Phú Xuân, đại diện cho tất cả các liên đoàn tại vùng Virginia, Washington DC và Maryland. Xin chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và công thành danh toại. Liên đoàn Phú Xuân là một trong những liên đoàn được thành lập năm 1955, xuất thân từ đạo Tân Bình ở Sài Gòn. Thì sang bên này chúng tôi vẫn tiếp tục cái truyền thống của đạo Tân Bình và lập ra Liên đoàn Phú Xuân. Hi, we are our children attend the Linh Đông Saigon Vietnamese Scouting Association. And we joined this year as new parents. And we are happy and very proud of our children. And the reason why we wanted our children to join the Vietnamese Scouting Association is so that they can learn about the traditions and also just learn about the Vietnamese Scouting tradition as well and then keep the tradition going. And that was the main reason why we joined. And we're very happy, we're very satisfied with all the activities that our children are doing and everything that they're learning has been really great. Dạ thưa, tên của con là Thanh. Cái ngày mà bắt đầu con vô join cái scout, một cái là con thích là tại vì nó tụ nhau rồi sau bắt đầu nó tìm hiểu thêm rồi nó đây nó mở ra bắt đầu học theo cái tradition của mình. Cái ngày Tết rồi sau mình không muốn nó quên, tại vì cái đó is very important to our mấy người Việt Nam của mình. And yeah, I'm happy everything that's been going on so far. I'm very satisfied. Yeah. Yeah. I would also like to say that they're learning Vietnamese and also the scouting traditional way, the scout laws, which helps them to be a better person to help the world and the community. So that's very important to us also in learning Vietnamese and the tradition and learning the Vietnamese language.